Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cái sản phẩm bộ kích sóng Mercury 300M ở trên máy tính. Ở video trước thì là mình đã hướng dẫn cho các bạn cài cái cấu hình của Mercury ở trên điện thoại rồi. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cấu hình cái bộ kích sóng Wi-Fi này ở bằng máy tính. Thì với sản phẩm này nó mẫu mã rất là đẹp, nó có 3 râu, giá cả nó cũng phải chăng các bạn. Đây các bạn mở ra thì nó có một cái catalog của hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên là các bạn mua ở bên mình thì bên mình đã làm một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt các bạn nhé, rất là hỗ trợ cho khách hàng dễ cài đặt. Thì cái sản phẩm này nó có 3 sóng, hai bên có tần nhiệt các bạn, có thể cắm liên tục ở ổ cắm điện. Ở trên này có đèn tín hiệu các bạn này, đây đèn tín hiệu này, đây là cái nút reset. Còn cái ổ cắm điện này thì mình cắm trực tiếp vào điện 220V thôi. Thì mình hướng dẫn, mình review qua một cái sản phẩm đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ở trên máy tính nhé. Rồi ok, cái cục này chúng ta cắm vào cái ổ cắm điện 220V này. Bật điện lên nha. Rồi ở trên cái đèn này nó vẫn là màu đỏ các bạn nhé. Chúng ta kết nối vào cái nó hiện ở trên này. Chúng ta chờ một chút nhé. Này, nó có tên Mercury các bạn này. Đây, nó hiện Mercury nhé. Kết nối vào này, connect này. Ok chưa, giao diện ở đây toàn tiếng Trung Quốc thôi các bạn nhé. Thì cái điều đầu tiên là các bạn gõ 1 đến 8 này, hai ô giống nhau các bạn nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi thì nhớ bấm connect này. Đây nó hiện là hai ô như này các bạn thấy chưa, rất là nhiều cái mạng nhà hàng xóm xung quanh đây đã tìm được, thì mình lấy cái trên cùng. Đây mật khẩu của nhà hàng xóm các bạn này, mật khẩu nhà hàng xóm 1 đến 9 này. Ok chưa, phía dưới này các bạn đổi tên đi nhá. Bây giờ mình đổi tên đi, phụ kiện nhá. Đây mình đổi, các bạn có thể đổi tên cái tên này, tên của nhà mình này. Ok chưa, phía bên tay phải có nút màu đỏ này, next này. Chúng ta bấm next nhá. Ok chưa? Như thế này là ok rồi nhá. Ở trên cái cục Wi-Fi này, chúng ta thấy đèn nó đang nhấp nháy các bạn này. Chờ một chút, khi nào đèn nó màu xanh là ok này. Đây giao diện như này. Ok chưa, màu xanh rồi các bạn này. Bây giờ mình vào internet xem được chưa, kiểm tra được chưa. Kết nối này, xem phụ kiện này trang nó hiện trên này chưa. Đây phụ kiện này trang các bạn nhé. Kết nối này. Mật khẩu 1 đến 9 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kết nối connect nhé. Next này. Chọn giết này. Đây connected. Đây đã kết nối các bạn nhé. Bây giờ chúng ta vào xem đã được chưa. Đây cái trang của mình đây. Vào một cái mới đi. Đấy. Đây cái trang của mình đây.
Đây, ở trên trang của mình thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rất nhiều cái video mà kết nối cái Medicode này bằng trên điện thoại. Đây, có rất là nhiều các bạn nhé. Đây, mạng rất là khỏe rồi. Ok chưa? Đây, mạng đang chạy đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn có thể mua cái sản phẩm này thì ở dưới video mình sẽ để cái đường link video ở phía dưới nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn cài đặt từ đầu đến cuối. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.